Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ tuyệt đại ma đầu. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hay và hấp dẫn của câu chuyện này. Quý vị cũng đừng quên là không giờ phát sóng chuyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày nha. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đối với loại quyền rùa này Một nửa điểm cảnh giác đối động cũng không có Thân niệm vừa động Con khối lỗi màu bạc kia liền cua thanh đao và tấm đá chắn lên Lao thẳng về phía của lão giả Càng một tiếng Trường đao hung hăng đánh trúng vào tấm chắn u tối kia Lực lượng thật lớn đánh vào Nhất thời khiến cho tấm lá chắn kia đứt toát Khi đáng quay cuồng Mảnh vỡ văng khắp nơi Không thể nói là bộ đao này của lôi động Có sức mạnh kinh thiên động địa Mà cái lá chắn kia vừa rồi đã bị lôi động và bạo kích quỷ công kích rất nhiều lần, đã sớm sắp vỡ nát rồi. Một kích này của lôi động chẳng qua là giọt nước tràn đi mà thôi. Mặc dù lượng phòng ngự của cái lá chắn này cũng không tầm thường, nhưng dù sao thì đảo xa kia cũng không thể ngăn trở được sự công kích của khối đối điền thủ với quỷ vệ. Chỉ trong thời gian vài tức, liền bị chém thành thịt băm. Lôi động đưa tay chụp lấy cái vòng trữ vật của hắn, cùng lúc đó là một cái pháp ấn vẫn quyền vẹn và một đôi linh hoa hai thứ đồ vật kia đều là thượng phẩm linh khí đó cũng là nguyên nhân vì sao đạo gia này lại khó chơi đến như vậy lá chắn ấn dày ba cái đều là thượng phẩm linh khí đáng tiếc duy nhất chính là cái lá chắn màu xám đã bị đánh tan nhưng cái pháp ấn và linh hoa đều là hắn dùng tâm luyện chỉ thuật dùng hợp tinh thần vào trong đó muốn xóa đi dấu vết thần điểm của hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì điều này cũng khiến cho giá trị của hai kiện thượng phẩm linh khí này bị giảm đi rất nhiều u minh quỷ trào gào thét sông đến và vô cùng chuẩn xác bắt được sinh hồn của lão già kia chuẩn bị đem sinh hồn của hắn và đôi nam nữ kia tế tuyện vào bên trong vạn quỷ viên khiến cho ủy được của nó cường thịnh hơn một chút lúc này không rành để kiểm tra bên trong vòng chữ vật trước tiên cứ thu hồi tất cả đã rồi xem sau lúc này đôi động mới bắt đầu xem xét một chút cái thuyền chiến đã bị nứt toác đang bắt đầu chìm kia thầm nghĩ đến có chút đáng tiếc bằng không mặc dù là thuyền chiến cũ nát thì cũng có chút giá trị. Nhưng mà ánh mắt của lôi động vừa đảo qua, khi chiếc thuyền chiến này rơi xuống, thì chợt có mấy cái túi già lớn xuất hiện, dường như là có cái gì ở bên trong đang dãy ruộng không thôi. Lôi động phi thần đến chỗ đó để xem xét, quả nhiên là mấy túi rác đần ngứ rất to. Thần niệm đảo qua một vòng, ước chừng có bảy tám chỗ con. Lần này thì thật sự đã có chút thủ hạch rồi. Gần như là cùng một lúc ấy, ở trên công trung vài dạng bên trái tên nam tử kia đang liều mạng không chết độn quang mà chạy nhưng mà con quỷ lệ kia cũng càng ngày càng đuổi sát tiếng quỷ khiếu chói tai đáng sợ liên tục vang lên hắn đã dùng hết thủ đoạn nhưng cũng không thể thoát được con quỷ vệ có tốc độ như mẹ ảnh kia hai cây bùa hai đạo sắt đôi còn cả linh khí hình ngọn núi kia nữa đều bị con quỷ vệ này nhất nhất phá giải con quỷ vệ kia giống lên một tiếng sau đó trận xuất hiện ở phía trước hắn song kiếm hùng hăng đâm về phía trước am quang bay tứ tung. Trên khuôn mặt quỷ mơ hồ mà mông đùng của nó lộ ra hai chiếc răng nanh. Tiếng quỷ khiếu không ngừng vang lên, giống như đàn nó đang nghe răng cười. Xong rồi. Người đàn ông kia trong đồng lạnh như băng. Tuy rằng dùng trung phẩm hộ thuẫn liên tục chống đỡ, còn sử dụng các loại pháp thuật điều mạng tấn công nó. Nhưng mà quỷ vệ cấp 8 có tu vi cao hơn hắn năm tầng, thực lực song phương hơn kém quá lớn, mà hắn cũng không giống như đôi động, có được các loại thủ đoạn nghịch thiên, có thể đặt ngược tình thế ở trong tuyệt cảnh một món thượng phẩm linh khí vài món trùng phẩm linh khí có lẽ so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng đối mặt với u đình quỷ vệ thì một chút hiệu quả cũng không có hơn bởi tức thời gian sau cây la chắn trùng phẩm của hắn đã bị u đình quỷ vệ mạnh mẽ đánh vỡ nó liền đâm một kiếm vào tim của người nam tử kia vốn nó định theo bản năng cắn nuốt sạch sinh hồn của người này nhưng mệnh lệnh của chủ nhân đã chuyển đến trên nó chỉ có thể hóa thành một làn xương bù, lôi theo sinh hồn của hắn và một ít chiến lợi phẩm trở về. Ở một bên khác, tình huống gần như cũng tương tự, nhưng mà hàn băng quỷ vệ còn hoàn thành nhiệm vụ truy kích nhanh hơn u Linh quỷ vệ bởi tức. Từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là thời gian nửa nén hương. Hai con quỷ vệ trước sau mang theo chiến lợi phẩm trở về. Lôi động trước tiên thu hồi chiến lợi phẩm, sau đó thu ba con quỷ vệ vào trong dưỡng hồn tháp. Mà hắn thì dứt khoát lấy ra ác quỷ trướng, dùng một chút công phu đem sinh hồn của ba tên tù sĩ trúc cơ kỳ này nhật nhật tế luyện vào bên trong ác quỷ trướng làm xong tất cả những chuyện này lôi động điền nhảy lên ác quỷ trướng hướng về phía chiếc thuyền chiến mà bay phút đi tốc độ so với ban đầu còn chậm hơn một chút đó là bởi vì hắn còn có thêm vài cái túi già lớn nữa trong lòng hắn không khỏi vui sướng nhỏ nhỏ thứ ác quỷ trướng này tuy rằng cần càng nhiều sinh hồn để tế luyện mới có thể dần dần phát huy uy lực nhưng không thể không thừa nhận ác quỷ trứng là một thứ đồ vật rất thú vị. Nhưng mà nếu muốn để nó trở thành pháp khí phi hành cấp bậc cực phẩm linh khí, thì không có vài hồi gió tanh mưa máu thì không được. Đương nhiên, nếu được có sinh hồn của tù sĩ Kim Đan Kỳ thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mọi người đều biết, ở trong toàn bộ pháp khí, pháp khí phi hành là quý nhất. Ở trong linh khí, tự nhiên cũng là như thế. Lôi động có thể tình bơ, mua một cái cực phẩm linh khí. Nhưng mà đối với linh khí phi hành thượng phẩm thì cũng không dám ôm tham phạm quá lớn. Tuy rằng rất ham muốn, nhưng mà bất luận là giá cả hay là trình độ quý hiếm đều cực kỳ khó có thể kiếm được. Thêm nữa là lôi động cũng có một kiện pháp khí phi hành, có thể dần dần thăng cấp, cũng không cần phải đi mua cực phẩm linh khí. Khoảng cách mấy trăm dặm, đoạn đường này, lôi động cũng chẳng thèm đi bắt rác lần cư. Chỉ là mấy túi cá lớn này, cộng thêm số cá mình bắt được lúc trước nữa, ước chừng cũng được khoảng 90 con đa rác lần ngư. Nhưng con rác tân ngư này bé nhất cũng hơn hai thước to nhất cũng phải hơn bốn thước chia đều ra thế nào cũng được 30 cân một con mang theo hai ba ngàn cân cá còn là rác tân ngư đang không ngừng dạy ruộng lại còn phải khống chế ác quỷ trướng ngay cả lôi động cũng có chút cảm giác ăn không tiêu một lúc sau thì lôi động điền trở về bên trên u minh cửu hào đến lúc này thì đã có rất nhiều người trở về ở bên cạnh bọn họ đều đặt một đám túi lớn nhưng mà khi nhìn thấy lôi động mang theo rất nhiều túi da lớn trở về, thì cả đám đều vợ to mắt ra nhìn. Làm sao số một này đi một ngoài một mình lại mang theo nhiều túi da như vậy? Lôi động cũng không nói gì, chỉ cười hằng hắc, đem mấy cái túi da lớn ném vào trong bong. Không bao lâu sau, mọi người đi ra ngoài bắt cá đều trở về. Trường Hoành còn sách trở về hai cái túi to, ước chừng được hơn 30 con. Trong đồng vẫn còn đang dường dường đăng ý vừa thấy được ở bên chân của nồi động có nhiều túi da như vậy, nhất thời có chút trợn tròn cả mắt. Làm sao có thể tin được sự việc này đã xảy ra cơ chứ? Số một, ta nhớ là lúc người đi ra ngoài, chỉ mang theo có một cái túi da thôi mà. Địch xác là chỉ có một, nhưng mà vừa rồi, có mấy tên tiểu tử đuôi mù của tiểu gia tộc nào đó trở trên một chiếc thuyền chiến muốn cướp của ta, cho nên ta cướp lại của bọn chúng đấy. Đôi động đưa hai tay lên, đầm một nụ cười, nhún phải nói ta cũng chỉ có thể thu nhận thôi. Trương Hoành không nói gì, thì ra là có người đi cướp lại bị cướp lại, nhưng mà sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút âm lãnh, giận dữ nói. Số một, người có biết là người của gia tộc đuôi mù nào không? Thật sự đã đáng chết, ngay cả thành viên chiến đường của âm sát tông cũng dám động thủ. Khi nào trở về, chúng ta đi diệt tộc của bọn chúng. Ta cũng chỉ biết là người của bảy mười sáu đảo gì đó thôi. Dù sao thì ba người bọn họ đều đã chết. Còn tiện ghi cho ta một chút tài sản nữa đấy. Dù sao thì mục tiêu của ẩm sát tổng chúng ta cũng là không chế khu vực này, chứ không phải là giết sạch. Lôi động cũng không có ý kiến gì, cười mà nói. Nhưng mà đội trưởng, ta phát hiện người của hai vực này, bất luận là kinh nghiệm tranh đấu hay là linh khí trang bị trên người, đều so với một vài thành viên trong gia tộc trên đất liền chúng ta đều tốt hơn rất nhiều đấy. Sắc mặt của Trường Hoành cũng hơi dịu xuống, dường như vẫn có chút cành cánh trong lòng như trước. Có như tiện nghi cho đám gia tộc không biết trời cao đất dậy kia đi người nói đúng, bởi vì Đông Hải rất loạn, cho nên tranh đấu giữa các thế lực gia tộc với nhau, vượt xa so với những thế lực ở trong phạm vi âm um, gia tộc chúng ta trực tiếp quản lý. Mọi người ở đây cũng không hiếm khi thấy tù sĩ trúc cơ kỳ đánh nhau. Kinh nghiệm cũng sẽ không quá ít. Mấy người vừa rồi bị người giết chết, phòng trưng cũng là ngư dân ra biển bắt cá. Người đừng thấy ở đây có bộ dạng an toàn như vậy, nhưng trên thực tế, bên trong biển rộng mênh mông, sự tinh gì cũng có thể phát sinh. Bởi vậy, những tù sĩ dám ra biển kiếm tiền nhiều nhiều ít ít cũng phải có của cải mới được. Bởi vậy sau này, người ra biển thì phải cẩn thận một chút. Nếu gặp phải chuyện gì, thì phải gọi mọi người đến. Vâng, thưa đội trưởng. Lôi động hơi có chút hành lễ. sắc mặt của Trương Hoành hơi hỏa hoãn xuống, gần đầu nói. Số một, không phải là ta cố ý nói ngươi, mà là ngươi mới tới Đồng Hải, còn chưa từng chân chính cảm thụ con nguy hiểm ở chỗ này. Thứ có thể sinh sống ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, bất luận là người hay là yêu thú, cũng sẽ không hề đơn giản tốt rồi mọi người hãy nhanh chóng thống kê số rác lân ngư mình bắt được xem nào sau đó chúng ta còn có việc phải làm đấy kết quả không thể nghi ngờ là lôi động xếp thứ nhất chính bởi con rác lân ngư ước chừng nhiều gấp đôi so với trường hoành xếp thứ hai nhưng người kế tiếp thì cũng không hờn kém nhau bao nhiêu nhiều thì hơn hai con ít thì cũng được hơn 10 con trương hoành lại lấy ra một cái móc lớn cho người móc con rắc lân ngư này vào sau đó dùng một thanh tiểu đao sạch vài vết thương ở trên người của nó. Ngay sau đó, lại đem cái móc cột vào một sợi dây trong suốt, to bằng cánh tay, buộc vào minh hỏa chủ pháo. Trường Hoành vừa làm vừa giải thích nói. Số một, người chưa có xem thường cái móc này, nó được làm từ vạn điền hàn thiết, dùng hợp với tình diệu thạch, rồi dùng thủ pháp tuyển khí tạo thành. Còn cả cái dịch thần trong suốt này nữa, chính để được làm từ tơ của đôi huyền mình bằng tầm, có thực lực kim đàn hậu kỳ trong tộc phái. Trải qua thủ pháp gia công đặc thù mà ngưng kết thành sợi dây cầu này. Đội huyền binh bằng tầm kia, nhà đựng 100 trượng thì mới có thể tạo ra được một đoạn dây câu. Thứ tự tằm này chính là thứ tốt nhất mà có linh thạch cũng chưa chắc đang mua được. Nhưng mà mấy thứ này đều là các vị tiền bối của đệ tàm lĩnh chúng ta truyền đại, không cần chúng ta tiêu phí điểm cống hiến để đổi lấy. Kỳ thật nói đi cũng phải nói lại, còn muốn đổi cũng không thể đổi được đâu. Lôi động cũng có chút động dung. Nguyên bản, hắn còn đang có chút kỳ quái nếu hải phách vương có chiến lược tương đương với kim đan sơ kỳ thì làm sao có thể bắt được Lưỡi cầu và dây cầu bình thường căn bản là không chịu nổi sức mạnh mọi người đồng loạt động thủ bên trên sợi dây câu trong suốt cự cách hai ba trượng lại buộc lên một cái lưỡi câu trên đó có dắt một con rắc lân ngư sinh mệnh lực của loại rắc lân ngư này cực kỳ ương ngạnh mình đầy thương tích cũng vẫn còn mạnh mẽ rãi ruộng ước chừng sau khi đã buộc năm sáu chục con lên trên sợi dây xong thì Trương Hoành mới ra lệnh cho mọi người dừng tay. Chỉ là giá trị của năm sáu chú con cá mồi kia cũng rất xa xỉ. Lúc này, một đầu của sợi dây tơ tằm trong suốt lớn bằng cánh tay kia buộc vào mình hỏa chủ pháo. Một đầu thì được thả xuống biển. Căn cứ theo giới thiệu của Trường Hoành, thì sợi dây này dài chừng 150 trượng. Giá cả mỗi một trượng tuyệt đối không thấp hơn 50 vạn điểm công hiến. Dù sao thì sản lượng bột năm của hai con băng tằm có thực lực kìm đàn hậu kỳ kia cũng có hạn. Mà đây chỉ là giá cả ở trong tổng phái mà thôi. Phí tổn của nắm móc câu này cũng tuyệt đối không thấp, cộng lại cũng gần tương đương với một cái thuyền chiến. Muốn bắt được loại yêu thú như hải phách vương này, không bỏ ra chút tiền vốn thì không thể làm được đâu. Sau khi đã cố định chặt chẽ đầu còn lại, Trương Hoành hưng phấn triệu tập mọi người tụ tập ở hai bên mép thuyền, còn hắn thì sử dụng thần niệm để điều khiển thuyền chiến chậm rãi tiến về phía trước. Không bao lâu sau, Tốc độ của con thuyền chiến này càng lúc càng nhanh. Cây sầu cá dài hơn 100 trượng dần dần trở thành một cây đuôi ở trong lòng biển. Mọi người đều cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm vào con sóng lớn đang không ngừng quay cuồng cây sầu cá kia. Ngay cả lôi động cũng đã bắt đầu hưng phấn. Hắn đã sống hai kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia vào hoạt động chuẩn bị xử lý một con yêu thú cấp kim đàn. Mặc dù là thực lực của lôi động bây giờ cũng không yếu, nhưng nếu một mình đối mặt với loại yêu thú khủng bố cấp kim đan này thì cũng chỉ có thể ngước nhìn thường nghĩ mà xem một đám tu sĩ trúc cơ kỳ lại đi cầu hải phách vương cấp kim đan đây là việc làm kích thích bậc nào khi chiếc dây cầu bị kéo thành một cây đuôi dài ở phía sau chiếc thuyền đã đi tới địa điểm dự tính thì thời gian cũng đã được một nén nhang rồi mãi cho đến nửa canh giờ sau trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một con sinh vật to đến hơn 10 trượng tên giao hỏa to lớn này khiến cho lôi động có chút trợn mắt, há mồm. Thứ này không hề giống như cái thứ hình con cá ở trong tưởng tượng của lôi động. Nó có chút cùng loại với cá sấu, toàn thân đầy lân giáp, cái đầu cực to, cái miệng rộng lên vài thước, bên trong dày đặc răng nhọn, phát ra hạn quàng lạnh lẽo. Tới rồi, mọi người giữ yên lặng. Tiếng nói của Trường Hoành chợt vang lên ở trong lỗ tai của lôi động. Xem chừng những lời này chỉ là nói ra với mỗi mình hắn. Bản thân của hắn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cái đầu của con hải phách vương này không có nhỏ, bộ dáng khoảng chừng ba bốn mười trượng, chọc nữa phải cẩn thận một chút. Đối động trịnh trọng gật đầu, đây là yêu thú cấp kim đàn đấy, mình có thể không cẩn thận hay sao? Hay là đang nói đùa chứ? Nếu bị nó áp sát vào bên người, phong trưng sẽ là cục diện trọng thương. Đừng thấy Trương Hoành bây giờ đã sắp tiến lên trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng nếu muốn hắn đấu một mình với con yêu thú cấp kim đan này, hắn còn chạy nhanh hơn những người khác. Song phương đều không ở cùng một đẳng cấp mà, trong vài nhịp thở này, mọi chuyện đều trở nên bình thường đến bất ngờ. Lôi động chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt biển đang có chút yên tĩnh này. Không đến một lát sau, mặt nước bàng bạc ở phía dưới liền bắt đầu khởi động. Chiếc dây thừng cột lên trên tàu đột nhiên được kéo căng ra. Con thuyền vốn dĩ đang đi về phía trước cũng lập tức bị kéo dừng lại. Chỉ nghe ầm một tiếng, con hải phách vương hơn bởi trượng kia lại nhảy lên khỏi mặt nước. Nhưng đường theo sau đó là một trận gào thét vẫn nộ lôi động có thể nhìn thấy rõ ràng, trong miệng của nó có thêm một cái dây câu. Cũng không biết là nó nuốt mất bao nhiêu cái móc câu rồi. Trúng rồi. Trương Hoành hưng phấn hủy động nắm tay. Trong lòng của lôi đậm cũng cực kỳ khẩn trương. Hắn biết con hải phách vương cấp kim đan này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị khuất phục như thế. Kế tiếp, khẳng định là sẽ còn một phen tranh đấu. Quả nhiên, con hải phách vương rơi vào trong mặt nước một lần nữa, lại bắt đầu liều mạng bơi vào vùng biển sâu, lực lượng của nó cực kỳ khủng khiếp, không ngờ lại có thể kéo ù mình cửu hào chậm rãi chìm xuống phía dưới. Khởi động tốc độ lớn nhất, trương hoành trầm giọng quá to. Tốc độ của ù mình cửu hào cũng bắt đầu được đẩy mạnh, hướng đến bầu trời mà bay đi. Nhưng giờ phút này, tốc độ của u mình cửu hào cực kỳ chậm chạp, giống như là rùa bỏ vậy, chậm rãi bay lên trên bầu trời. Điều này khiến lôi động hoảng sợ không thôi. Động lực của u mình cửu hào chính mình đã rõ, còn hải phách vương kia lại có thể cường hãn đến tình trạng này. Không hồ có tên là Phách Vương, lực lượng quả nhiên là rất khủng khiếp. Tù sĩ Kim Đan nhận loại, chỉ sợ là còn xa cũng không thể có được lực lượng cường hãn đến như vậy. U Minh Cửu Hào dùng tốc độ thật thong thả bay lên độ cao 100 trượng ở giữa không trung. Con hải Phách Vương cường hãn kia cũng dần dần nổi lên trên mặt nước. Lúc này, nó đã hoàn toàn nổi giận. Một đạo cột nước to chừng hơn một trượng liên vọt tới U Minh Cửu Hào ở trên bầu trời. Trong tiếng ẩm vang, đạo cột nước này vô cùng tinh chuẩn, đánh trúng vào nó. Nhưng mà U Minh Cửu Hào chính là thuyền chiến được ẩm sát tông tiêu phí vô số giả sản để chế tạo ra. Lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Cột nước này đánh lên trên cái hộ thuẫn trong suốt thì cũng chỉ khiến cho cả chiếc thuyền lắc lư vài cái mà thôi, cũng không có tổn thương thực tế. Thành viên của tiểu đội thứ nhất chú ý, bắt đầu triển khai công kích, chú ý không được rời khỏi tàu, tận lực hạn chế đánh trúng sợi dây câu. Trường Hoành hạ lệnh rồi nói. Các thành viên của tiểu đội thứ nhất đang đứng vây quanh mạn thuyền đã sớm không còn chờ được nữa, bắt đầu lấy con yêu thú cập kiềm đàn cách mình hơn 100 trượng kia làm một cây bìa ngắm sống. Các loại phi kiếm pháp luân, pháp ấn, đại đào thì nhỏ bay tới. Một đám linh khí lộn xộn bắt đầu đánh về phía nó. Vũ khí của các thành viên trong chiến đường đều cực kỳ tốt. Vũ khí kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, thiên không đổi lên từng đạo quang hoa đủ mọi màu sắc liền biển không dứt. Lôi động tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn triệu hồi do khôi lỗi trúc cờ đỉnh phong công kích từ xa, điều kiện nó cùng trưởng thương đánh ra tương đạo kim quang. Mà chính bản thân của lôi động thì sử dụng phi kiếm xích luyện hướng về phía con hải phách vương ở phía xa mà đánh tới. Phi kiếm xích luyện càng bay càng to, liệt họa quanh thân hừng hực thiêu đốt không ngớt, mạnh mẽ đầm một nhát vào sau lưng con hải phách vương nhưng dựa vào cảm giác truyền tới từ trong thần niệm thì lôi động cảm thấy có một cỗ lực lượng mềm mại nhưng lại vô cùng cứng cỏi ngăn cản lại một kiếm này của hắn trong lòng hắn bật ra kinh ngạc đó chính là khí tức hộ thể của hải phách vương sao còn yêu thú này không hồ là yêu thú cấp kim đan một đòn tấn công kia của lôi động không thể thương tổn được nó một chút nào nhiều nhân chỉ khiến nó tiêu hào một chút năng lượng hộ thể mà thôi nhưng mà còn có cả trường hoành cộng với chín cường giả hơn nữa còn cả khôi lỗi cũng được triệu hồi ra. Những đoàn công kích của bọn họ cũng liền miền như mưa rền gió dữ. Chỉ trong thời gian không đến mười tức sau, cho dù là lực lượng cường khí hậu thể của hải phách vương cấp kim đan cũng bị mạnh mẽ đánh vỡ. Một kiếm tiếp theo của lồi động đã chém vào lớp da bên ngoài của nó sâu đến mấy tức Hắn đứng quan sát còn khối lỗi kim sáp của mình. Một bộ đạo kim quang của nó đánh ra đều có thể đâm vào cơ thể của con yêu thú gần bột xích. Khối lỗi đỉnh phong không hổ là có tu vì ngang với trúc cơ đỉnh phong, thực lực quả nhiên không tầm thường. Trong lúc này, con hải phách vương kia cũng không hề đình chỉ phản kháng, nó không dùng cột nước để công kích nữa, mà là phóng ra bằng lăng sắc nhọn dài hơn một trượng. Uy lực của bụi băng lăng này cực kỳ cường đại, một một lần đánh tới đều có thể khiến cho u minh cửu hào lay động mấy cái. Bên trên của hộ thuẫn nổi lên từng đợt sóng gợn, uy lực như thế, lôi động tự nhận là nếu đánh ở trên người của mình cho dù là chính mình dựa vào hai kiện cực phẩm linh khí để mà chống đỡ, thì cũng không đỡ được vài cái. Lúc này, đây chính là lần đầu tiên, lôi động trực tiếp nhìn thấy một con yêu thú cấp kim đan đang tan sát. Lần trước đi cùng với thích phỉ phỉ, cảm được hỏa diễm cử nhân kia, có lẽ cũng không phải là cấp kim đan. Được rồi, tất cả mọi người dừng tay lại để ta nổ pháo. Mình hỏa chủ pháo của U Minh Cửu Hào đã bắt đầu phát sáng, nhằm thẳng với phía con yêu thú này. Sau đó trường hoành chỉ về phía trước một cái, mình hỏa chủ pháo tuôn cho một đoàn ánh sáng cực đại. Ngay sau đó, một đoàn lục quang hồng đậm từ trong họng pháo bắn ra. Đoàn lục quang kia càng bay càng lớn, trong trước mắt, đường kinh đã đạt tới hơn một trượng. Khoảng cách hơn trăm trượng, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Đoàn lục cầu thật lớn, liền đánh trúng vào con hải phách vương cấp kim đan không thể nào thoát kia. Sóng súng kích mãnh liệt, khiến cho nước biển bắn tung lên bầu trời biến thành một cột bọt nước cao chừng trầm trượng, sau đó liền rơi xuống như mưa. Sóng xung kích cũng hướng về bốn phía mà quét đi. Cột sóng xung kích bay ra và chạm với từng đợt sóng biển thì yếu dần đi, cho đến khi bay ra bên ngoài vài dặm mới dần tiểu tán. Lôi động trợn to mắt như một màn này. Đây là ủy lực của mình hỏa pháo sao? Quá kinh khủng rồi. Lôi động không dám tưởng tượng, nếu như mình chịu một kích này thì sẽ có hậu quả gì? Chỉ sợ là sinh hồn cũng không có cách nào đào thoát, lập tức hình thần cầu diệt. Ngay cả con hải phách vương kia, sau khi bị phá vỡ vòng phòng ngự, liền thừa nhận một kích này cũng là lạnh ít giữ nhiều. Hình thể khổng lồ của nó bị đánh bay lên cao ba bốn trượng mới rơi xuống mặt nước. Tiếp tục xuất hiện thì cái bụng đã bị lật ngửa lên rồi. Mọi người nín thở hồi lâu, sau đó nhất thời bộc phát ra tiếng hoàn hồ rầm trời. Cả đám đều hưng phấn đỏ cả mặt lên. Ngay cả lôi động thì cũng không thể có chút ngoại lệ. Kim đàn, đây chính là yêu thú cấp kim đàn đấy, mọi người ở đây đều chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Một đám trúc cơ kỳ có thể tiêu diệt được một con hải phách vương cấp kim đan. Cái loại hưng phấn này cũng chỉ có những người đã chân chính trải qua mới có thể cảm giác được thôi. Trương Hoành cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặc dù nói là chuyện này cũng không phải là hắn mới làm lần đầu tiên, nhưng mỗi lần trải qua đều có thể xem như chính mình được trải qua một lần rèn luyện. Tuy nói cuối cùng vẫn là dựa vào minh hỏa pháo để mà giết chết con hải phách vương kia nhưng mà đều đã câu được nó vậy thì chỉ cần để cho các huỳnh đệ điều mạng tấn công không bao lâu sau cũng có thể giải quyết được nó cái chính là đây là lần đầu tiên trương hoành dẫn đội đi làm chuyện này để đảm bảo an toàn cho tất cả đội liền dứt khoát sử dụng mình hỏa pháo giết chết nó cho chắc ăn từ bên trong đầu của con hải phách vương kia liền có một con hải phách vương nhỏ chui ra nó đang luống cuống chuẩn bị chạy ra ngoài biển rộng là thú hồn đứng để cho nó chạy mất mọi người sôi nổi hồ lên. Cả một đám đều dùng u minh quỷ trào để chộp xuống bên dưới. Lôi động cực kỳ hứng thú đối với thu hồn, vì vậy trực tiếp tỏa ra quỷ khí, dùng hợp vào bên trong u minh quỷ trào, nhanh chóng vượt lên trước mọi người, chuẩn xác bắt được thu hồn, sạch lên bên trên. Nhưng mà không hổ là thu hồn của yêu thú cấp kim đan. Dưới tình huống bị thường nặng, nó vẫn mang đến áp lực cực kỳ lớn cho u minh quỷ trào của lôi động, gần như là sắp tàn rã mất. Lôi động vội vàng lấy trầm một cái phong hồn châu, rồi phong ấn nó vào bên trong. Hắn cực kỳ hiểu quỷ củ giao nó cho Trương Hoành. Dù sao, thì nơi này hắn mới chính là đội trưởng. Nhưng mà lôi động lại nói, đội trưởng, ta muốn tế luyện ác quỷ trướng, cho nên cái thú hồn này có thể bán lại cho ta hay không? Có thể chứ. Trương Hoành rất hài lòng đối với biểu hiện của lôi động, trực tiếp ném phiền phòng hồn châu này cho hắn. Cái thú hồn cấp kim đan này, nếu bán đi, sẽ khoảng 30 vạn linh thạch. Ở trong quá trình săn thú này, biểu hiện của người cực kỳ xuất sắc. Ta làm chủ, bớt cho người một phần sáu, người chỉ cần xuất ra 25 vạn linh thạch là được. Lôi động không nói hai lời, liền móc ra 25 vạn linh thạch, trực tiếp giao cho Trường Hoành. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy thoải mái. tu hồn cấp kim đan tuy rằng giá cả sang quý, nhưng hiệu quả so với thu hồn cấp trúc cơ hoặc là sinh hồn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lôi động thu hồi phong hồn châu lại, chuẩn bị chờ lúc nào rảnh rỗi thì sẽ tế luyện lại a quỷ trước một chút, dù sao thì vật kia cũng là bảo bối để chạy trốn. Quần tình đảo của Đồng Hải so với đất liền thì loạn hơn rất nhiều. Ở trên người có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh thì càng dễ sống hơn. Nhưng mà hắn không biết, Trường Hoành nói 30 vạn linh thạch thì chỉ là cái giá của thu hồn Hải Phách Vương bình thường thôi. Cái thu hồn này rõ ràng là so với Hải Phách Vương bình thường thì còn lớn hơn một bậc, Phỏng trưng là tương đương với kim đàn hai ba tầng. Cái giá 40 vạn linh thạch tuyệt đối không thể chạy thoát được đây là hắn cũng cố ý tiện nghi cho lôi động một lần, xem như là bán một cái nhân tình. Trường hoành cho U Minh Cửu Hào hạ thấp xuống, mọi người đồng tâm hiệp lực, bày ra cắt hết tất cả những bộ phận đáng giá của con hải phách vương này. Rất nhanh, một con hải phách vương liền bị cắt sạch và thu lại vào bên trong vòng trữ vật của Trường Hoành. Thực lực của con hải phách vương này không tầm thường, cho dù trừ đi thú hồn, thì những thứ còn lại cũng có thể thu được trên dưới 100 vạn. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc chia tiền. Hết thầy đều phải chờ tất cả các hoạt động chấm dứt. Sau khi bán được chiến lợi phẩm thì mới có thể chia hoa hồng. Lúc này lôi động bất rảnh rỗi, thuận tay tới được ác quỷ trứng một chút. Quả nhiên sau khi ác quỷ trứng hấp thu thú hồn của con hải phách vương này xong, dường như phẩm chất lập tức tăng lên rất nhiều. Quỷ khí càng đậm, ngay cả bộ dáng cũng lớn hơn trước rất nhiều. Lôi động nhân cơ hội điều khiển một chút, cũng phát hiện ra so với trước thì dễ điều khiển hơn 4 năm đặt hắn đánh giá tốc độ một chút. Nếu sử dụng tốc độ nhanh nhất, thì một canh giờ, hắn đã có thể miễn cưỡng đạt tới hai nghìn dặm. Đương nhiên, đây cũng không đơn thuần là công hiệu của cái thú hồn cấp kim đan kia mà còn có cả công hiệu của sinh hồn ba tên tu sĩ trúc cờ lúc trước. Đợi đến khi hắn dùng tốc độ cực nhanh trở lại bên trên U Minh Cửu Hào một lần nữa, thì đã thấy Trương Hoành ở bên kia mở to hai mắt ra nhìn, có chút hầm mộ khen. Tốc độ A quỷ trước này của ngươi có lẽ đang vượt qua thượng phẩm linh khí phi hành bình thường, không tệ, thật sự là không tệ. đáng tiếc là ta cũng có một kiện thượng phẩm linh khí phi hành rồi. sớm biết như vậy, ta cũng chọn ác quỷ trướng cho xong. dù sao thì thứ này chỉ cần không ngừng tết luyện, cũng có thể phát triển liên tục. số một, nhìn xem ác quỷ trướng của ta thế nào. số hai cũng khỏe khoang, lên ra ác quỷ trứng của hắn. so với cái của lôi động thì càng lớn hơn, quỷ khí cũng càng dày đặc và nồng đậm hơn. hắn có chút dường dường tự đắc nói. Ác quỷ trứng của ta tổng cộng đã hấp thù 5 cái thú hồn cấp kim đan. Tốc độ hiện tại đang ngang hàng với cực phẩm linh khí đấy. Ngang hàng với cực phẩm linh khí phi hành sao? Lôi động kế thừa ánh mắt vừa rồi của Trương Hoành, vừa có chút hầm mộ, vừa có chút ghen tị, nhìn chăm chăm vã quỷ trướng của số 2. Từ thế giống như là muốn sông lên cướp của hắn vậy. Số 2 thấy được vẻ mặt như vậy của lôi động thì vô cùng sảng khoái. Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng có một thứ đồ vật vượt qua người sau quỷ bộc chính mình cũng thua, sau khởi lỗi chính mình cũng thua, xong phường thi đấu vẫn là chính mình bị thua. Số một, người cũng đừng hâm mộ, cái thú hồn hôm nay cũng không phải là cái thứ nhất, lại càng không phải là cái cuối cùng. Nếu người cần, tất cả mọi người đều có thể ưu tiền cho người bùa trước, sớm tên luyện ác quỷ trướng, đạt được tốc độ của cực phẩm linh khí, đừng để cho số hai quá đáng ý đấy. Số bốn bắt đầu hát điểm nói, À, số một, chỉ cần người xuất ra đủ tiền, tự nhiên là mọi người đều có thể bán cho ngươi. Nhưng mà số tiền người bỏ ra để mua thu hồn cũng không thể chia cho người thêm một phần được. Bản thân của mọi người, người một câu tam bột câu cứ nói thêm vào mãi. Trương Hoành cũng nở nụ cười nói, người bên dưới càng mạnh thì đối với một đội trưởng như hắn tự nhiên là càng có ưu đãi thật lớn. tinh thần hắn đối với lôi động cũng không tệ. Đây cũng là bởi vì thực lực của lôi động cường hắn, cho hắn càng nhiều lợi ích thì hắn càng có cơ hội và năng lực lập công lớn. Đương nhiên, số hai cũng không kém Trương Hoành. Trương Hoành liếc mắt nhìn số 2 một cái. Số 2, người cũng không cần phải ở chỗ này mà khoe khoang ác quỷ trướng đâu. Nếu không phải tất cả mọi người đều ưu tiên thú hồn cho người, thì làm sao người có thể luyện thành bảo bối chạy trốn này nhanh như vậy được? Số 1 là người mới, sau này nên chiêu có nhiều một chút, đừng có để ý chuyện hắn giết quỷ vệ cấp 8 của ngươi. Không phải là thống lĩnh đại nhân đã tìm giúp người một con thượng phẩm linh quỷ rồi sao? Vừa nói đến thượng phẩm linh quỷ, số 2 nên đã ý không thôi. Mọi người vội vàng truy hỏi đến cùng. Trường Hoành liền cười nói, kỳ thật lần này số hai là nhờ họa được phúc. Hắn tích cóp rất nhiều điểm công hiến, luôn muốn kiếm được một con thượng phẩm linh quỷ. Nhưng mà thứ đồ chơi này cũng thực sự rất hiếm có. Trong tổng phái, chỉ cần có một con, liền sẽ bị tu sĩ kim đàn trong tổng hội mà cướp đi. Lần này thông lĩnh đại nhân lấy hắn đáng thương, liền mua choán một con thượng phẩm linh quỷ. Nhạc tới cũng là vận khí của hắn không tệ. Nghe nói trong hai năm nay, đã có chín con thượng phẩm linh quỷ được bán ra. Dường như là thượng phẩm linh quỷ lập tức nhiều ra không ít, khiến cho số hai được hưởng chút tiện nghỉ đấy. Chín con sao? Lưu động mỉm cười kinh ngạc, không phải là chính mình chỉ bán có năm con sao. Nhưng rất nhanh, hắn lại thoải mái hơn hẳn. Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngoài trừ mình ra, khẳng định cũng sẽ có những người có vận khí không tệ, bắt được thượng phẩm linh quỷ đem đi bán. Lần trước ở trên đấu xã hội ở thiên đạo minh, không phải là cũng nhìn thấy một con sao? nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu âm thầm cảnh giác. Từ bên trong khẩu khí của Trường Hoành thì có thể nghe ra, thượng phẩm linh quỷ xuất hiện đã khiến cho nhiều người nghi ngờ. Một khi đã có người chú ý tới chuyện này, thì từ nay về sau, nếu mình lại mang linh quỷ đi bán, sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lôi động hạ quyết tâm, tạm thời không thể lại đi bán thượng phẩm linh quỷ nữa. Thứ nhất, hệ thống nguy hiểm đã gia tăng thật lớn. Thứ hai, lên thực lực tài chính của mình bây giờ, nhiều ít cũng không thiếu linh thạch thực lực của chính mình bây giờ cũng không kém hơn tu sĩ tầng 72 ở trong tông phái. Kiếm linh thạch chưa chắc đã quá khó khăn. Lần trước bán linh quỷ, chẳng qua cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Nếu không, hoàng vũ sách kia thật đúng là có chút khó đối phó. Hiện giờ đã không có tên già hỏa nào chặn ngang yết hầu như hoàng phụ sách. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Nếu không, một khi lộ ra ngoài là trong tay mình có nghịch bảo kinh thiên, thì đừng nói là tu sĩ Kim Đan Kỳ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng sẽ ra tay đối với chính mình. Đến thời điểm đó, đừng nói là sư tôn, mà ngay cả thiền ma cũng khó có khả năng bảo vệ được cho mình. Mọi người đối với việc số 2, nhờ họa được phúc, bắt được tượng phẩm linh quỷ, đều chúc mừng không ngớt đối với hắn. Đồng thời trong đó cũng có một trận ghen tị. Đừng nói là tu sĩ tù luyện ngự quỷ quyết, mà nếu là tu sĩ bình thường, nếu có được một con tượng phẩm linh quỷ, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý di chuyển qua tù luyện ngự quỷ quyết. Sâu 2 cũng cực kỳ sảng khoái, tuy rằng tình lệ cấp 8 bị giết chết, mà còn thượng phẩm đình quỷ này cũng vừa mới tế luyện, nhưng mà thượng phẩm đình quỷ có từ chất rất tốt, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng cho nó ăn nhiều sinh hồn và thú hồn có chất lượng tốt một chút, thì rất nhanh có thể khôi phục được chiến lược của hắn, thậm chí còn có thể vượt qua. Bởi vì trung phẩm linh quỷ, nếu muốn tiến thêm một cấp, cũng cực kỳ khó khăn. Trừ phi là cho ăn đại lượng thu hồn cấp kim đan. Nhưng đó là một chuyện tình không thực tế, tròn thu hồn cấp kim đan để lớn lên. Với số lượng linh thạch tiểu tốn cũng tương đương với mua một con thượng phẩm linh quỷ. Lại nói tiếp, thu hồn cấp kim đan làm sao có thể lấy được nhiều như vậy? Ở đây có rất nhiều người. Tất cả mọi người đều là người của ẩm sát tâm. Có ai mà không cần thu hồn đâu? Vừa rồi Trương Hoành có thể trực tiếp làm chủ, tặng cho lợi động. Cũng là bởi vì đồ động mới tới. Thực lực lại rất mạnh, nên mới tự tiện làm chủ. Việc này tạm thời không đề cập tới, sau khi thuận lợi giết chết một con yêu thú cấp kim đan, sự hưng phấn của mọi người còn chưa tiêu tán, ngược lại còn càng phấn chấn hơn, lại tiếp tục thúc giục Trương Hoành. Trương Hoành cũng rất thích làm loại chuyện này, liền một lần nữa sửa soạn lại đồ đạc, thay đám bồi câu đã bị hỏng kia, tiếp tục bắt đầu đi câu một lần nữa. Thời gian nửa tháng thoáng một cái trôi qua, tháng cá đã sắp chấm dứt, hai ngày cuối cùng, ngay cả giác lần ngư cũng không nhìn thấy, ca không nói đến hải phách vương. Mọi người tuy là có chút tiếc nuối nhưng cũng hưng phấn hơn rất nhiều. Bởi vì trong nửa tháng này, mọi người đã tổng cộng tiêu diệt được 13 con hải phách vương. Có thể nói đây là một lần thu hoạch lớn. Bình thường trong thời hạn nửa tháng này, mọi người nhiều lắm chỉ có thể bắt được 8 con. Điều này khiến cho mọi người thổi phòng là lôi động có phục tướng. Phải biết rằng cơ hội có thể bắt giết yêu thú kiềm đàn cũng không thấy nhiều. Ở trong đoạn thời gian này, lôi động mới biết được mùa cá này không phải là một năm một lần, mà là năm năm một lần lần này lôi động cũng có thu hoạch thật lớn. Sau khi lần lượt tế luyện bộ cái thu hồn cấp kim đan nữa, thì tốc độ của ác quỷ trướng đã được đẩy lên ngang với cực phẩm linh khí. Nếu sử dụng tốc độ cao nhất để phi hành, thì gần như có thể tương đương với u minh cửu hào. Đương nhiên, sau khi đã hoàn thành mục đích của chính mình, thì lôi động cũng không mua thêm thu hồn nữa, miễn cho người ta cảm thấy mình lòng tham vô đáy. Nhưng dù vậy, thu hoạch lần này của lôi động cũng tương đối lớn. Chỉ trong nửa tháng công phu, liệu có thể đẩy phẩm chất của ác quỷ trướng lên ngang với tốc độ của cực phẩm linh khí. Tuy nói vì vậy mà hắn phải trả một hai trăm năm mươi vạn linh thạch, nhưng mà sau khi có thể xử lý mười ba con hải phách vương xong, số linh thạch lồi động được chia, Hẳn là sẽ nhiều hơn so với số hắn chỉ ra. Không sao cả. Nếu là thuần túy đi bắt yêu thú hoặc là tù sĩ trúc cơ kỳ, thì muốn đề thăng tốc độ của ác quỷ trướng đến tình trạng như vậy, hiện nhiên không phải là một chuyện dễ dàng gì. Mà hồn phách cấp kim đan thì một mình mình không thể tự đi bắt được. Cho dù là thứ đồ chơi kia có ở trên thị trường, thì cũng là cái cục diện có tiền mà không mua được. 13 cái thứ hồn mà mọi người bắt được thì đều được mọi người phân chia ra. Muốn trực tiếp mua được hồn phách cấp kim đan ở trong cửa hàng thì xác suất là cực nhỏ, giá cả cũng không hề tiện nghi như vậy. Chuyện ấy đã có rất lợi rồi. Ngoại trừ hồn phách ra, thì đội đan của Hải Phách Vương cũng được mọi người yêu thích dùng cái giá trên thị trường nhật nhật tranh giành dù sao thì nội đan của yếu thú cấp kim đan cũng không thể tùy tiện mua được trên thế giới này những loại tài nguyên cho tu sĩ luyện khí kỳ có rất nhiều lên đến trúc cơ kỳ thì các loại tài nguyên tích hợp rõ ràng là đã thiếu khuyết không ít nhưng mà khi tới kim đan kỳ thì các loại tài nguyên thích hợp hoặc đã đan dược cũng đều trở nên khan hiếm trong phạm vi lớn cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên của các cường giả kim đan trong đó sẽ càng trở nên tàn khốc Thủy triều vừa lên, Trường Hoành liền dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến quần đảo 76 ở phía nam. Quần đảo này thuộc một trong những quần đảo ở gần đất liền nhất. Nếu tính theo đường thẳng thì chỉ có 7-8 ngàn dặm, nhưng mà khu vực quần đảo này chiếm đoạt ước chừng cũng đã vượt qua mấy vạn dặm. Lôi động cũng theo bản đồ ở trong ngọc giản để xem xét trạm tuần tra thứ nhất ở trong phạm vi quần đảo này. Nó chiếm cứ một góc ở bên trong Đông Hải, mở một không bờ bến giống như là ở trong trên một cái mặt bàn thật lớn, có thêm mấy cục hạt cát vậy. Trên thực tế, trong khu vực 76 đảo này, những hòn đảo lớn lớn nhỏ nhỏ, không chỉ có 76 cái. Căn cứ theo lời giới thiệu của đồng bạn, thì số đảo ở trong khu vực này tuyệt đối không ít hơn ngàn cái. Sở dĩ chỗ này có sừng hồ như vậy, chẳng qua là vì chỉ có trên 76 cái đảo này mới còn linh mạch, vì thế cũng có tù sĩ định cư tù luyện ở trên đảo, hình thành một cái trấn nhỏ thanh nhỏ. Những đảo còn lại, phần lớn là chỉ có phạm nhân sinh sống trên đó mà thôi. Các hòn đảo kia có lớn có nhỏ, có nhất thì chỉ dài có 100 trượng thôi. Cái lớn nhất thì nằm ngang hơn 3 dặm ở trên biển. Chỗ trọng nhất cũng vượt quá ngàn dặm, quả thực liền giống như một đại lục nhỏ có tên là Tiểu Châu Đảo. Bởi vì vị trí của nó gần như nằm ở trung ương, cộng thêm ở trên Tiểu Châu Đảo, linh mạch sung túc, tu sĩ Đại nhiều. Vì vậy mà Tiểu Châu Đảo đã trở thành giải đất trung tâm của 76 đảo này. Bên trên tiểu châu đảo có một tòa chủ thành, bảy tám tòa vệ thành. Nhờ có tòa chủ thành này mà nơi đây mới trở thành trung tâm của 76 đảo phía Nam. Đoàn người lôi động trực tiếp điều khiển thuyền chiến mà bay thẳng về phía tòa chủ thành ở bên trên tiểu châu đảo này. Bên trên U Minh Cửu Hào có dấu hiệu của âm sát tông. Vì thế, đám người ở bên trong tòa chủ thành này liền chủ động giải trừ cấm chế. U Minh Cửu Hào dùng một tư thế tào nhã, chậm rãi hạ xuống một cái quảng trường ở trung tâm thành phố của tiểu châu đảo, hấp dẫn sự chú ý của vô số người tò mò. Dù sao thì tạo hình của U Minh Cửu Hào cũng rất đẹp, có chút hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tứ thuyền chiến này, ở bên trong đại lục có thể sẽ hiếm thấy một chút, nhưng mà ở bên trong hải vực của Đồng Hải thì rất là phổ biến, nhưng mà tuyệt đại đa số thuyền chiến đều là đồ rác rưởi hoặc là mặt hàng bình thường. Những loại thuyền chiến có thể sánh được với cấp bậc của U Minh Cửu Hào thì cực kỳ hiếm thấy cũng chỉ có những đại tông đại phái mới có được thủ đoạn như vậy. Sở dĩ âm sát tông hào phí đại lượng tài sản để cấp cho tiểu đội của chiến đường một cái thuyền chiến như vậy. Thứ nhất là bởi vì muốn đề cao năng lực tác chiến của tiểu đội. Thứ hai là muốn phô trương uy thế và thực lực của âm sát tông đối với những người bên ngoài. Những tù sĩ ở trong thành trên tiểu châu đảo này không có ít, giật nhanh đã vây thành ba tầng trong ba tầng ngoài ở cái quảng trường lớn này có rất nhiều người đều sôi nổi nghị luận về chiếc chiến thuyền đến từ âm sát tông này. Rất nhanh, đoàn người thuộc phía chính phủ của Tiểu Châu Thành đã từ trong phủ thành chủ bay ra, ước chừng khoảng mười mấy người. Cầm đầu chính là một vị tù sĩ Kim Đan. Vừa bay ra ngoài quảng trường, liền cất cao giọng nói, Hàn Vũ của Tiểu Châu Thành cùng gành tuần sát xử chiến đường của âm sát tông. Lúc này, đám người lôi động xếp thành một hàng chín người, mỗi người đều tay chấp sau lưng. Từ trên U Minh Cửu hào đuôi nhau đi xuống. Hiện giờ trang phục của chín người cũng không giống như cách ăn mặc tùy tiện như là khi bắt cá ở trên biển, mà đều mặc chiến giáp đặc trưng của chiến đường âm sát tông. Một thần chiến giáp bảo đen như bực, lãnh không mà cực kỳ uy phong. Lôi đầm cũng hết sức hài lòng với bộ chiến giáp này. Tuy trang sức nặng lên tới trăm cân, nhưng ở bên trong chiến giáp có thiết kế pháp trận đặc thù, khiến cho toàn thân bộ chiến giáp này có tính phòng ngữ rất mạnh mẽ. Ngoài ra, mặc trên người còn gần như không cảm thấy sức nặng. Ngoài ra hình thể còn cực kỳ hoàn mỹ với thiết kế tình xảo, khiến cho người mặc có vẻ cực kỳ lãnh khốc. Đường nhiên chiến giáp của chiến đường không chỉ đơn giản là có phong cách đẹp như vậy. Cái này không những có được tính năng phòng sự xuất sắc, mà có thể là hình thành một đạo năng lượng hộ thuẫn, mỏng, nhẹ ở bên mặt ngoài chiến giáp, hình thành hiệu quả phòng ngự. Một đi chỗ yếu hại mấu chốt lại càng phá lệ được giả cố kỹ càng, nguyên điệu cũng dài hơn chỉ là lực phòng ngự mà bộ chiến giáp này mang đến cho người ta. Tuy rằng không thể đạt đến trình độ của cực phẩm linh khí phòng ngự, nhưng mà cũng vượt qua các loại lá chắn thượng phẩm bình thường. Giá trị của bộ chiến giáp này cũng cực kỳ xa xỉ. Người đi đầu tiên tự nhiên là đội trưởng Trường Hoành, bởi vì hắn là đội trưởng, trang bị trên người cũng không phải là chiến giáp cấp chiến tốt của đám người đội động, mà nó là một bộ chiến giáp phạm vỡ, có tạo hình phức tạp, khiến cho hắn khác xa so với mấy người còn lại hiện lộ rõ ràng cái thân phận đội trưởng của mình. Lúc này khuôn mặt của mọi người đều nghiêm nghị không thôi. Đương nhiên sau khi mặc chiến giáp rồi đội mũ lên, khuôn mặt của mình liền bị che mất hơn phần nửa, khiến cho người ta không thấy rõ được khuôn mặt và diễn cảm, lại càng có vẻ thần bí và lãnh khốc. Lời động ứng đứng ở trong tám người, đều buông thọng hai tay. Thế Trương Hoành làm trung tâm, sắp xếp thành hình chữ bát. Tự nhiên, đây là vì muốn làm đổi bật lên thân phận đội trưởng của hắn chỉ thấy Trương Hoành lãnh khốc, chạp tay rồi nói. Đội trưởng tổ một của đệ tàm lĩnh chiến đường, Trương Hoành, xin ra mắt Hàn Phó Thành Chủ. Đà tà Hàn Phó Thành Chủ đã đến đầy ngành đón. Giang người cao lớn khôi ngô của hắn, phối hợp với bộ chiến giáp cấp đội trưởng trên thần, càng khiến cho hắn có một loại khí thế khác thường. Cái cầu Hàn Phó Thành Chủ kia vừa nói ra, sắc mặt của Hàn Vũ nên hơi đổi. Nhưng rất nhanh, liền thoải mái cười rồi nói, trường đội trưởng có thể đại giá Quang Lâm chính là vinh quang và may mắn cho chúng tôi. Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Xin tổn sứ, hãy đi đến phủ thành chủ để nói chuyện. Tuy rằng hắn là tu sĩ kim đàn kỳ, nhưng mà đối mặt với đội trưởng đến từ chiến đường của âm sát tông, hắn lại không có chút nào dám khinh thường. Chuyện ấy là chuyện đương nhiên. Bởi vì ở phía sau của hắn còn có cả âm sát tông. Đây là thứ khiến hắn không thể đắc tội. Nhất là trường hoành này thật sự không phải là cá nhân đến đầy dù ngoạn, mà là đại biểu cho âm sát tông đi tuần tra qua chỗ này. Thuộc loại bằng công vụ trong người, đây lại càng đại biểu cho vấn đề thể diện của âm sát tông. Một khi hắn xảy ra vấn đề không may ở chỗ này, không đến thời gian một tháng sau, tất cả các cầu thủ của chiến đường âm sát tông sẽ tụ tập san bằng tiểu châu thành này ngay. Người về xem rất nhiều, không những có đại lượng tù sĩ luyện khí kỳ, mà ngay cả rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đều chạy đến đây để xem náo nhiệt. Sau khi nhìn thấy các thành viên của chiến đường âm sát tông, người nào người nấy đều mặc chiến giáp, uy phòng lẫm lẫm, cưỡi trên một chiếc thuyền chiến, nhìn qua đã biết là tuyệt đối bất phàm. Ngay cả Hàn Vũ đại nhân, có địa vị cực cao trong lòng của bọn hắn, cũng phải nói chuyện khách khách khí khí. Cả đám đều ngưng bộ không thôi. Hẳn vì sao mình không phải là một thành viên ở trong số đó? Giờ phút này, lôi động nhiều ít đã có chút hiểu được đối với một trong những mục đích của nhiệm vụ tuần tra lần này nhìn thấy bên trong ánh mắt của đám tu sĩ vây quanh đã tràn ngập cuồng nhiệt sau khi bọn hắn trở về nhất định sẽ đem những chuyện chứng kiến ngày hôm nay mà rêu rao ra tứ phía hiển nhiên điều này sẽ trực tiếp mở rộng một ít sức ảnh hưởng và nổi tiếng của âm sát tông ở chỗ này trước tiên không cần phải vội trương hoành lạnh lùng nói ra một câu vì sao lại không thấy trữ thành chủ của quý thành đâu hay là hắn đi vắng rồi nên là không ở trong thành này hàn vũ biết trương hoành này dường như hắn có chút bất mãn đối với việc chỉ có phó thành chủ đi ra nghênh đón. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể bận đặc dĩ. Cả cái quần đảo 76 đảo này đều có khuynh hướng đi theo âm sát tông. Nhưng mà gần đây không biết chữ thành chủ uống nhầm với thuốc gì, lại có thể càng ngày càng thân cận đối với người của thiên âm cung. Rất có bộ dáng muốn đi theo người của thiên âm cung. Mặc dù nói là hành động lần này có rất nhiều người phản đối, nhưng mà không thể thay đổi quyết tâm của chữ lão đại bên trong quần đảo 76 này, tổng cộng có hơn 100 gia tộc và thế lực, chừng 2 ba ngàn tu sĩ bản địa. Một khi chọc giận âm sát tông, sợ là sẽ xảy ra một vấn đề cực lớn. Phải biết rằng hiện giờ, với tài năng của mình, thì trừ lão đại đã đứng vững gót chân ở trong quần đảo 76 này. Nếu như không tiếp tục quan hệ với âm sát tông, như vậy sẽ tiêu phí lực lượng tài nguyên rất lớn của âm sát tông. Sẽ không có bất kỳ một cách tông phái nào sẽ nhân từ đường tay đối với kẻ phạt bội cái này không chỉ liên quan đến vấn đề lợi ích thể diện mà còn liên quan đến uy quyền của âm sát tông hàn vũ đành phải cẩn thận mà nói trường đội trưởng nơi này không phải chỗ nói chuyện xin hãy đi đến phủ thành chủ đi hàn bố sẽ giải thích với ngài sau trương hoành thản nhiên nói không cần trưởng bố chính là tuần sát xứ của chiến được chỉ phụ trách tuần tra và chiến tranh tiếp theo tự nhiên sẽ có người ở trong tông đặc biệt tới tìm tiểu tình huống Trương Hoành không hề có một chút ý muốn của đối với việc phủ thành chủ đến đỉnh ngồi. Hắn liền vất phất tay về phía sau, trực tiếp dẫn một ngàn người lên trên thuyền chiến. Trương Hoành lập tức mở cái hộ thuẫn trong suốt ra, khống chế thuyền chiến phi hành về phía bên ngoài. Nhưng mà bất ngờ chính là toàn bộ cấm chế của tiểu châu thành không có mở ra. Từ rất xa có một thanh âm nam tử hùng hậu truyền tới. Trường đội trưởng, đều như đã tới đây, vì sao lại không xuống thuyền ngồi chờ một chút? Trương Hoành hừ lạnh một tiếng, không trả lời, mà khởi động bình hỏa chủ pháo. Một viên pháo bắn thẳng vào cấm chế ở bên ngoài. Một tiếng động lớn vang lên, các tù sĩ đứng vầy xem ở bên dưới, lập tức kinh sợ tản đi. Mà cấm chế ở trên bờ tường, sau khi kinh động một trận, đã bị đánh thủng một cái lỗ nhỏ. Mà cấm chế ở trên bờ tường, sau khi địch kinh động một trận, đã bị đánh thủng một cái lỗ nhỏ, đang nhanh chóng khép lại. Sang mặt của Trương Hoành kẽ biến đổi bấy lần, thấp giọng quát khẽ nói các huỳnh đệ, lần này là trương mẫu khinh thường. Mọi người hãy dùng thủ đoạn công kích cực mạnh và minh hỏa pháo cùng nhau đánh tàn cấm chế. Một gã tu sĩ kìm đàn ở phía xa xa đang nhanh trong bài tới. Cùng lúc đó liền đành thùng quan lên một tiếng. Hàn Vũ, người còn dám thất thần sao? Mặc kệ có giữ hay là không giữ được bọn họ, thì chúng ta cũng đều đã đắc tội trí tử với hầm sát tông. Người còn cho rằng người có thể trốn thoát được sao? Hàn Vũ nghe vậy thì biến sắc, thầm mắng lần này đùa quá trớn rồi tên họ chữ này cũng thật không phải là thứ tốt lành gì chính mình bị một nữ nhân quyến rũ cũng định bồi tiếp cả bảy mươi sáu này lên thuyền chiến của hắn trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn có chút âm tình bất định hàn vũ sống hay chết do chính mình quyết định đi trương hoành quát lớn một tiếng không hề để ý đến mình họa chủ pháo còn đang nóng bỏng chưa kịp làm lạnh hắn liền bắn ra một pháo về phía cấm chế có rất nhiều người cũng biết Thực cấm chế này từ trước đến nay đều mạnh ở bên ngoài, yếu ở bên trong. Nếu mà chỉ dựa vào một khẩu minh hỏa chủ pháo bắn thủng cấm chế này từ bên ngoài, thì đó là chuyện tình không thể nào. Nhưng mà bắn thủng từ bên trong thì cũng chừa chắc. Ngoài ra, còn có hai khẩu phó pháo cũng bắn ra minh hỏa đạn, có uy lực không tầm thường. Tất cả mọi người, bao gồm cả lôi động ở bên trong, đều thi triển ra công kích lợi hại nhất. Thậm chí hắn còn triệu hồi ra cả con khôi lỗi có thực lực trúc cơ kỳ đỉnh phong. Oanh một tiếng, cấm chế lại nổi lên một trận dập dờn ra bốn phía. Bên trên bị đánh thủng một cái lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, một đám công kích lòe lẹt loẹt nhất thời oanh kích về cái lỗ thủng kia, khiến cho cái lỗ thủng bên trên cấm chế kia lại càng rộng thêm ra. Nhưng mà như vậy vẫn còn chưa đủ, vẫn còn kém hơn một chút. Trong lúc trong mặt của trường hoành còn đang đại biến, đôi động liền bóp vỡ một cái phủ lục. Chỉ thấy ở trước người của hắn, đông dạng có một viên mình hỏa pháo, đông dạng hiện ra mạnh mẽ đánh vào bên trên cấm chế. Cái lỗ thủng nguyên bản chỉ rộng có vài trượng, lập tức bị xé rách đến gần bởi trượng. Trương Hoành hết sức vui mừng, điều khiển ù mình cửu hào bay nhanh ra bên ngoài. Hàn vũ kia do dự một chút, cũng không có truy kích, mà ngược lại bộc phát ra một cỗ lực lượng, trực tiếp đánh về phía cái lỗ thủng trên cấm chế trước một bước. Một trường đánh ra này không phải là nhằm vào ù mình cửu hào, mà là nhằm vào chữ tiêu đang đuổi theo sát phía sau dù sao thì hai thứ này cũng đang đứng thẳng nhau. Hàn Vũ hắn chỉ có một mình, cần gì phải đi theo thiên âm cung ở bên này. Trong lòng của hắn cũng đã có chút suy nghĩ, nhưng tổng phái đỉnh cấp này đều có một ít thế lực của mình ở bên trong. Lúc này đây, rõ ràng là thiên âm cung và trữ tiểu không đúng, dám chuẩn bị bắt tiểu đội chiến đường của âm sát tông. Đã xảy ra loại đại sự này, chỉ sợ là âm sát tông cứ toàn bộ lực lượng giao chiến với thiên âm cung, thì bọn họ cũng không hối tiếc. Như vậy, thì chúng ta phải làm sao đây? tuyệt đối không thể để cho tên họ trữ này sống dễ chịu được. Suốt cuộc thì thiên âm cung có thể cho hắn sự bảo hộ như thế nào, mà hắn lại quyết tâm liều chết đối với âm sát tổng, không hề chữa cho nhau một con đường sống. Cũng chính là bởi vì như thế, khi chữ tiêu bị người của thiên âm cung bày hoặc, chuẩn bị chạy theo thiên âm cung, rất nhiều người, trong đó có cả hàn vũ hắn cũng đều phản đối. Hắn thừa nhận hai tổng phái này đều là đỉnh cấp tổng phái, thực lực tổng hợp thì ngang hàng với nhau, nhưng một bên lại là người bị hại, một bên là hạng người mừng bộ quỷ kế. Tuy rằng cùng sự tình, nhưng phương thức xử lý kỳ cao tầng của hai bên thường lượng sẽ hoàn toàn khác nhau. Cũng là bởi vì như vậy, sau đó Hàn Vũ đã quyết định chống lại chữ tiêu một ven. Huống chi, nếu hắn đi theo chữ tiêu, thì chỉ có địa vị phó thành chủ như cũ. Thủy chung hắn vẫn sẽ bị chữ tiêu áp chế. Nhưng mà nếu như đi theo ẩm sát tông bên này, nó không chừng cũng sẽ có cơ hội phát triển, dệt hòa trên gấm và giúp người gặp nạn. Hơn kem nhau cũng thật là lớn. Thấy Hàn Vũ như thế, hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ ở phía sau hắn thì có bảy tám người chui ra khỏi cái lỗ thủng trên cấm chế, bám gót đuổi theo. Chữ tiểu kinh sợ nhìn một màn này. Cái tiểu đội của chiến đường kia đã có thể thật sự đánh tan được cấm chế mà đào thoát ra ngoài. Điều này đã vượt xa với dự kiến của hắn. Càng không nghĩ tới, Hàn Vũ lại dẫn người lầm trận phản kháng. Đối mặt với một trưởng khí thế phì phạm vô thiên cai địa của Hàn Vũ, Trư Tiêu không thể không đình chỉ việc truy đuổi chiến thuyền mà toàn lực ứng đối một trường này của Hàn Vũ. Dù là thực lực của hắn còn hơn Hàn Vũ một bậc, nhưng dưới tình huống vội vàng, một trường này cũng đã tám lạng nửa cần đối với hắn. Năng lượng giao kích lẫn nhau, sóng dùng kích mạnh mẽ bắn ra tứ phía. Trường đội trưởng, để cho tu sĩ trúc cơ lên thuyền, ta sẽ chạy theo phía sau. Lực lượng toàn thân Hàn Vũ bạo tăng lên, năng lượng tuôn ra một tiếng động phồn thịnh. Hắn cũng rất thông minh, biết nếu để mấy tu sĩ trúc cơ kỳ đi lên, thì Trương Hoành có thể đồng ý nhưng mà để cho một tù sĩ kìm đàn như hắn lên thuyền tuyệt đối trương hoành sẽ không chịu mạo hiểm trương hoành không chút do dự để cho đám tù sĩ trúc cờ kia lên thuyền hắn khống chế u minh cửu hào phóng về phía xa xa mà hàn vũ cũng đẩy mạnh tốc độ đuổi sát theo phía sau trữ tiêu và một gã tù sĩ kìm đàn khác cũng truy kích theo phía sau nhưng mà mặt thấy đối phương càng chạy càng xa lại không dám đuổi theo khi chỉ có hai người trên thuyền của âm sát tâm cũng không phải là đồ chơi nếu như giảm được bọn họ ở trong thành từ từ gây sức ép thì có thể giết chết đám người ở trong chiếc thuyền chiến kia nhưng nếu chiếc thuyền chiến kia ở bên ngoài cộng với đám thành viên của chiến đường kia thực lực cũng đã tương đương với một tên tù sĩ kim đan. trên mặt của chữ tiêu có chút xanh mát và dữ tợn không nghĩ tới cái tên gia hỏa trương hoành kia lại cảnh giác đến như vậy vì mê hoặc bọn hắn thậm chí hắn còn không nói cho hàn vũ biết là mình chuẩn bị bắt sống bọn họ ở trong phủ thành chủ không đề cập tới ý nghĩ trong lòng của chữ tiêu như thế nào sắc mặt của trường hoành lôi động cũng cực kỳ khó coi lần này nếu không phải là trường hoành cảnh giác thì nói công trường mình thật sự đã bỏ mạng ở trong tiểu châu thành đương nhiên lôi động cũng đã lập được công lao lớn nếu không phải trong giây phút cuối cùng hắn chợt nhớ tới cái mình họa pháo kia chỉ sợ đã rất khó chạy thoát đủ đoạn nhân tố kết hợp lại mới tạo thành kỳ tích đào thoát lần này sau khi cơn hoảng hốt qua đi ánh mắt của mọi người nhìn về phía lôi động cũng có chút bất động, nhất là Trường Hoành, cam kích dị thường mà nói. Lồi động, lần này toàn bộ là nhờ có ngươi, nhưng vừa rồi người đánh ra chính là mình hỏa pháo sao? Khi nói chuyện, ngay cả số hiệu của hắn cũng không gọi mà trực tiếp hồ lên tên của hắn. Ừ, một cái phù lục mình hỏa pháo đấy. Bên trong thần niệm của lồi động, cho nên bây giờ vẫn còn nhộn nhạo không thôi. Vừa rồi còn có thể dựa vào ý chí để mạnh mẽ ngăn chặn thường thế. Nhưng hiện tại, thật khiếu đã bắt đầu chảy máu ra bên ngoài. Tuy nói thần niệm của hắn rất cường đại, nhưng mà thi triển ra minh hỏa pháo thật sự là rất miễn cưỡng. Tuy rằng cái phù lục minh hỏa pháo kia đã được tiền mà đặc biệt xử lý, khiến đó thích hợp để tu sĩ cấp thấp sử dụng. Nhưng mà trong quá trình lồi động cố gắng khống chế minh hỏa pháo, thì thần niệm đã bị thương không nhẹ. Phù lục minh hỏa pháo ư? Ừ. Lời nói của lôi động lại khiến cho mọi người ngạc nhiên. Trước tiên không nói đến một cái phù lục minh hỏa pháo có giá trị bao nhiêu. Tu sĩ trung cơ kỳ dùng thật sự là quá nguy hiểm kể cả trương hoành cũng không dám nói là chính mình có thể khống chế được phù lục mình họa pháo trừ phi lấy cái bùa kia là do tu sĩ nguyên anh đặc chế để cho vạn bối sử dụng để bảo mệnh lập tức mọi người đều cảm thấy lôi động hết sự bí hiểm trước tiên người đừng nói gì nữa cứ an tâm chữa thương nhưng chuyện tiếp theo ta sẽ xử trí trương hoành đã cực kỳ nổi giận vì chuyện này từ rất lâu rồi chuyện tình có người dám tập kích đệ tử chiến đường của âm sát tông đã không hề phát sinh ở trong khu vực âm sát tông gián tiếp khống chế. Hôm nay, may mắn là hắn có chút thông minh, cảm thấy được sự tình có chút không đúng, liền dứt khoát chạy trốn trước rồi nói sau. Sắc mặt của trường hoành cực kỳ khó coi, đưa cho lợi động một viên đàn dược có thể trị thương thế của tinh thần. Sau đó, lại triệu hồi ra một con quỷ sai. Sau khi nhắm mắt lại làm phép một phen, thì liền thả con quỷ sai kia ra bên ngoài. Vì để chắc chắn, hắn phải số 2, số 3 liên thả ra nằm sau con quỷ nữa. Trư tiểu kia ra làm như thế, ở sau lưng tự nhiên sẽ có thiên âm cùng nhúng tay bảo Nhưng mà sự tình hôm nay, Trương Hoành cũng hiểu được, Là can của hắn thật quá lớn. Trương Hoành hoàn toàn có thể có lý do để tin tưởng chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Trương Hoành với không người nói với đám tù sĩ đi theo Hàn Vũ. Đà tả trừ vị đã quyết định trợ giúp chúng ta, trợ giúp âm sát tông. Tin tưởng sau khi giải quyết việc này, Trừ vị sẽ có được địa vị chính mình nên có. Tổn sứ, sợ gì chúng ta đi ra bên ngoài, toàn bộ là bởi vì Hàn Vũ Đại Nhân. Thái độ làm người của Hàn Vũ Đại Nhân rất nghĩa khí, đối với chúng ta cũng rất tốt. Chỉ cần hắn muốn đi, vậy thì chúng ta sẽ đi theo hắn. Mấy người tu sĩ trúc cơ kỳ kia, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn nói. Tổn sư Đại Nhân có thể để cho Hàn Vũ Đại Nhân cùng lên thuyền hay không? Dường như hắn có chút không theo kịp tốc độ của thuyền chiến. Thật có lỗi, ta hiểu được tầm từ của Hàn Vũ, nhưng mà ta phải phụ trách an nguy cho các huynh đệ dưới trướng trương hoành kiên định đắc đầu nói làm sao mà cho một tên kim đàn kỳ lên trên thuyền được ta tin tưởng hàn vũ cũng sẽ không tính toán loại chuyện này nhưng mà ta cũng hạ thấp tốc độ xuống để chờ hắn vậy tốc độ của ủ mình cửu hào rất nhanh một khi đẩy lên tốc độ cao nhất thì ngay cả tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng không nhất định có thể so sánh được nếu những chiếc thuyền chiến này có thể để tu sĩ kim đàn kỳ tùy tiện đuôi kịp như vậy thì giá trị của chiếc chiến thuyền này cũng không lớn như vậy có thể thoát được sự truy kích của đám tù sĩ Kim Đan có thực lực không bình thường, đó mới là thuyền chiến vĩ đại. Quả nhiên, Hàn Vũ đang cố gắng truy đuổi ở phía sau, sàng sàng cười hà hà nói, ù mình chuyến thuyền, quả nhiên là không tôi, ta lại không thể đuổi kịp được. Nhưng mà các huynh đệ đừng lo lắng, vừa rồi các huynh đệ của chiến đường thiếu chút nữa đã bị tổn thất, cẩn thận một chút cũng là việc nên làm. Đà tà Hàn tiên bối đã hiểu cho. Trương Hoành cũng cười hà hà cất tiếng nói, Văn bối tin tưởng và lựa chọn lần này của mình, hàn tiền bối sẽ giúp ngài tưởng lựa chọn vẹn. Đã tạ cát ngôn của Trường huynh Đệ, xin Trường huynh Đệ hãy nói tốt vài câu trước mặt Âu Dương thống lĩnh. Hàn vỗ thì không sao cả, nhưng các huỳnh đệ đi theo ta, hàn vũ nhất định phải cho bọn họ một cái công đạo. Tâm tình của hàn vũ không tệ. Tại loại thời điểm khó xử này, còn có bảy tám người huỳnh đệ không nói hai lời mà trực tiếp đi theo hắn. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy mình làm người cũng không đến nỗi nào. Đó là chuyện đương nhiên. Hàn tiên bối cứ yên tâm đi. Trương Hoành cũng tươi cười đáp lại, điều khiển chiếc chiến thuyền không còn bay thẳng về phía bờ của Đồng Hải, mà là lượn vai vong luẩn quẩn ở trên biển. Mãi cho tới khi thuyền chiến của huynh đệ đến tiếp ứng mới thôi. Sau khi liên tiếp thu được vài con quỷ sai truyền tin của Trương Hoành, Âu Dương Bật cũng lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của việc này. Cũng không phải là Trương Hoành kinh thường mà không biết bao nhiêu năm rồi, loại chuyện này cũng không có phát sinh coi như tiểu tử đó cũng có chút thông minh, nên cả đội ngũ mới không bị tiêu diệt ở trong thành tiểu châu. Bởi vậy sau khi Âu Dương Mật vừa nhận được tin tức, lập tức liền thông báo cho tổng bộ. Sau đó hắn dẫn đầu, dẫn theo tiền phó thống lĩnh vừa trở về và hai đội nhân mã điều khiển một con thuyền chiến cỡ lớn và hai chiếc thuyền chiến cỡ trung. Gặp rút tiên đến chỉ viện rồi nói sau. Tuy rằng hắn chỉ hơi hiểu biết sơ qua tình hình từ vài lời thông báo của Trương Hoành, tiền tưng cũng không được đầy đủ, nhưng mà Âu Dương Mật biết việc này tuyệt đối không nhỏ, rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng xung đột toàn diện với thiên âm cung. Chuyện này không chỉ thuộc về vấn đề lực khống chế ở trong quần đảo 76, mà đã liên lụy đến toàn bộ âm sát tông ở thế giới này, là vấn đề thể diện của một đỉnh cấp tổng phái. Âu Dương Bạch trực tiếp dẫn đại quân tới trợ giúp, chẳng những khiến cho Trường Hoành thực kích động, mà ngay cả đám người lôi động cũng cảm thấy thái độ làm người của Âu Dương thống lĩnh không có tệ, cực kỳ bảo vệ cấp dưới. Sau khi Âu Dương Bạch tỉ mỉ hỏi lại từng vấn đề bột xong, lại tiếp tục phát ra mấy con quỷ sai truyền thư về âm sát tông. Lúc này, hắn mới dẫn bốn con thuyền chiến chậm rãi đi về phía quần đảo 76. Theo suy tính của Âu Dương Mật, mặc dù thiên âm cung thành tâm hỗ trợ trữ tiêu, nhưng mà bây giờ cũng chưa kịp được. Bốn cái thuyền chiến, bà trùng bột lớn, dùng tốc độ cao nhất bay đi. Chỉ trong thời gian ba ngày đã đi được 8-9 ngàn dặm, chậm rãi hạ cánh xuống tiểu châu đảo. Cùng đi theo với nó còn có Hàn Vũ và 78 tù sĩ trúc cơ kỳ và 26 chiến tốt. Bà gã đội trưởng, một phó thông lĩnh của chiến đường, mà cả phó thông lĩnh kia cũng là tù sĩ cấp kim đan. Thuyền chiến cỡ lớn tên là Minh Phương Hào, thân dài 78 chục trượng, chính là bá vương của không trung. Bên trên ước chừng có năm khẩu u minh chủ pháo, đủ để cho bất kỳ kẻ nào cũng phải run sợ. Khi đi ngang qua một cái tòa thành bảo vệ, thì ba cái tuyển chiến cỡ trung và một cái thuyền chiến cỡ lớn cùng đổ pháo tổng cộng là 8 khẩu bình hỏa chủ pháo oanh kích. Chỉ cần một lần bắn đã trực tiếp đánh tan cái hộ sơn đại trận của tòa thành kia. Còn chưa triển khai công kích trên diện rộng, thì một ít tù sĩ trúc cơ ở trong thành đã bắt đầu tuyên bố đầu hàng. Bọn họ nói bọn họ không muốn đối đầu với âm sát tông. Hàn Vũ lập tức cho thủ hạ của mình đi xuống thu nạp thêm người và tổ chức lại. Khi đại quân tiếp cận thì rất dễ dàng làm cho người ta đầu hàng. Mà một khi đã thu nạp và tổ chức biên chế vào bên dưới nếu tái xuất hiện tình trạng này thì sẽ phải là phản đồ. Mà Hàn Vũ thì đi theo sau đại quân của đệ Tam lĩnh, tiếp tục chậm rãi bay tới tiểu châu thành. Kể từ lúc đó, không được nửa canh giờ sau, đại đội đã bay tới trên bầu trời của tiểu châu thành. Không giống như cái cảm giác áp bách mà một con thuyền chiến cỡ trùng bằng đến. Bốn chiếc thuyền chiến tập trung tại một chỗ, cực kỳ thu hút ánh mắt của người khác. Nhất là thuyền chiến bình phường hào, hình thể khổng lồ của nó giống như một pháo đài chiến tranh tuân tiệu ở giữa không trung. Trên thực tế, người nào cũng biết, cái tên chữ tiêu gây ra họa kia, khẳng định là không dám ở trong thành tiểu châu chờ chết sau khi đã để người của ẩm gia tông chạy thoát. Lúc này, hắn đã sớm dẫn theo bộ đám tầm phúc dưới trướng, trốn mất không còn tìm ra được tung tích. Còn chưa kịp chờ ẩu dường Mật hạ lệnh oanh kích, cái cơm chế này liền tự động lùi xuống. Là để cho Hàn Vũ tiến hành thủ nạp và tổ chức lại, đường theo trận đồng phòng này hàn vũ hoàn toàn có thể mượn sức một ít gia tộc vốn rời rạc thậm chí là nhóm tán tu qua đường trở thành phe cánh bên trong của mình mặc kệ người có nguyện ý hay là không nguyện ý chỉ cần hơi có chút thực lực đều bị hàn vũ đường theo uy thế của ông sát tông để thu thập xuống dưới trướng mình mặc dù là giờ phút này không muốn nhưng nếu cần lựa chọn giữa sống và chết thì đều phải lựa chọn gia nhập phe cánh của hàn vũ đến lúc đó một khi được nếm ích lợi hoặc là những nhân tố khác trung quy cũng sẽ chậm rãi diệt tỉnh quỳ thuận. Coi như là ngày sau không thiệt tỉnh quỳ thuận, thì Hàn Vũ cũng không để ý. Trước tiên cứ kéo người vào, rồi chậm rãi lùi kéo là được. Đương nhiên, cũng có những người có lá gan cực kỳ lớn, hoặc là đặc biệt không ưa tù sĩ ẩm sát tông. Từ dịp này muốn trốn đi, thì một đám chiến đội của đệ tam lĩnh thực sự cũng không phải là ăn chay mà lớn đi. Dù sao thì những người này, một khi chạy đi, thì đều có thể gia nhập vào dưới trướng địch nhân. Nhất là đội một của trường hoành bởi vì đã ăn thua thiệt lớn ở trong tiểu châu thành. Trong lòng vốn đã nghẹn lên một cỗ uất khí. Thêm một đám hơn bởi tu sĩ trúc cơ đồng thời hướng về phía bờ biển mà phần tán chạy trốn. Thành viên trong tiểu đội của Trường Hoành cũng sồi đổi nhảy xuống khỏi u mình cửu hào mà tự mình truy kích, đem bọn người kia mà giết chết không tha. Cả người lôi động cũng được bao bọc trong một đoàn hắc khí nồng đậm, lập tương hướng về hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ mà đuổi giết. Tuy rằng lúc này bọn hắn đã chạy được vài dặm, nhưng mà ác quỷ trướng đã không còn như xưa nữa sau khi hấp thụ năm cái thuốc hồn kim đan thì nó đã có được tốc độ phi hành tương đương với thực phẩm linh khí mà trái lại hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia chỉ sử dụng trùng phẩm pháp khí để phi hành làm sao có thể chạy thoát khỏi lôi động được chứ chỉ hơn vừa nhịp thở sau khoảng cách của lôi động với hai người bọn họ chỉ còn có vài chục trượng thôi hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ, kỳ kia rất hoảng hốt lại chia tách ra mà chạy lôi động hừ lại một tiếng triệu hồi ra hai con quỷ vệ. Hai con quỷ vệ kia lập tức liền đuổi theo một người trong đó. Tuy rằng tốc độ của chúng nó chậm hơn đôi động một chút, nhưng bản thân quỷ vệ vốn đã am hiểu tốc độ. Cho dù là tu sĩ trúc cư hậu kỳ bình thường, cũng không nhất định có thể chạy thoát được quỷ vệ cấp 8. Mà hắn thì lại lượn vòng một cái, rồi đuổi theo một người khác. Khoảng cách chẳng qua đã hơn 10 trượng. Dưới tốc độ của ác quỷ trướng, bây giờ của lôi động, chẳng qua là chỉ là mấy hơi thở thân hình của lôi động chợt lóe một cái liền xuất hiện ở trước mặt hắn sau khi triệu hồi trong một con u đình quỷ vệ cuối cùng liền chắp tay sau lưng rồi đứng cười lạnh nhìn tên tu sĩ trúc cơ kỳ trùng điên sắc mặt trắng bảy kia đang vô cùng khó chịu chạy à người có thể tiếp tục chạy tên tu sĩ trúc cơ kia kia tu vi chỉ mới có trúc cơ tầng thứ ba hắn không có lý do để không chạy bởi vì hắn là đệ tử của một đại thông phái hơn nữa còn hơi có quan hệ với thiên âm cung nếu như cứ chờ đợi trong tiểu châu thành mà không chạy, khẳng định sẽ bị ẩm sát tông nhân cơ hội thành tẩy. Chuyện ấy hắn thực hối hận, hối hận tại sao mình lại không đi trước một ngày, là lòng tham, đều do hắn quá mức tham đam. Tất cả mọi người đều bị ẩm sát tông sẽ nhanh chóng đánh đến chỗ này, cả đám đều bắt đầu sôi nổi bán tháo của cải. Thế nhưng hắn lại ý vào bản thân có chút ít quan hệ, cho rằng dù âm sát tông muốn phản công thì ít nhất cũng phải một tháng sau. Vì thế, hắn cố gắng ở lại mà vỡ vét. Nhưng không ngờ, bây giờ mình lại sắp chết.